Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, anh thấy mặt em để cho anh nghe em giọng nói, dáng em yêu núi đôi vượt xa, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy chẳng hề phai. Nguyện yêu anh, thương anh trọn kiếp. Hứa yêu em khi vui lúc buồn. Đường đời kia bên nhau vai sánh vai. Chẳng lo chi khi ta có tình yêu. Và bên ta Chúa luôn dìu dắt. Chúa bên ta. Sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy yêu như Ngài yêu ta.
nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh Giuse Trần Đức Trung và chị Maria Lại Thị Mơ. Hội Thánh chia vui và mở rộng lòng đón tiếp anh chị cùng với thân quyến bạn bè trong ngày anh chị cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời. Trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, Thiên Chúa nhận lời anh chị trong ngày vui này và ban ơn trợ giúp bởi trời bênh vực anh chị, cho anh chị được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều anh chị khẩn cầu. Vinh danh Thiên Chúa trên khá tầng trời. Trích sách châm ngôn: tìm đâu ra người vợ đảm đang, nàng quý giá vượt xa châu ngọc, chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc, suốt đời nàng đem lại hạnh phúc, chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm nem và vải cai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng tra tay vào buồn kéo sợ và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là giả trà, sắc đẹp ở phủ vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa, người đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho làm người những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi lời cổng thành nàng luôn được đám tâm ca tụng do những việc làm nàng. Đó là lời Chúa. Thank you.
Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em, hãy hiến vâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có dập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gắn kết điều giữ, thiết tha với điều lành, thương mến với nhau tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, thành thiệt chẳng trễ lại, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong hơn thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đó là lời Chúa. Người ta có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: Các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Ngài phán: Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Kitô ơi, Thiên Chúa. Kính thưa quý phụ, quý ông bà và anh chị em, khi mà chúng ta đọc sách Sáng Thế, ba chương đầu nói về công trình tạo dựng và thời gian tạo dựng của Thiên Chúa, thì chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt, đó là con người là trung tâm của công trình tạo dựng. Chúa tạo dựng mọi sự trong 6 ngày. Ngày thứ 6, Chúa dựng nên con người. Và trước khi dựng nên con người, Kinh Thánh còn nói rằng: Nào bây giờ chúng ta dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Con người chúng ta rất là đặc biệt, giống hình ảnh của Thiên Chúa, diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa và diễn tả chính Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Và một điều đặc biệt hơn nữa, đó là người phụ nữ lại là trung tâm của cái trung tâm ấy. Khi mà Chúa dựng nên Adam, Chúa trao cho Adam quyền được đặt tên cho mọi sinh vật. Và Kinh Thánh bảo rằng Adam gọi sinh vật tên như thế nào thì tên nó là như vậy. Đương nhiên mà trong tất cả
mọi tạo vật Chúa dựng lên. Không có một loài nào xứng với Adam cả. Cho nên là ông cứ thần thơ thôi, cứ đi ra đi vào mà không biết đi đâu. Và có người bảo rằng bởi vì thấy Adam không biết làm cái gì và cứ thần thơ như người mất hồn, cho nên là Chúa mới tạo nên Eva. Và khi mà tỉnh giấc ngủ mê nhìn thấy Eva, Adam reo lên: này là xương bởi xương tôi, là thịt bởi thịt tôi. Thế thì ngay từ ban đầu hóa ra niềm vui của người đàn ông đến từ chính sự xuất hiện của người phụ nữ. Nếu như không có Adam, không có Eva, Adam chắc buồn lắm. Và khi mà tạo dựng Eva bên cạnh Adam thì Chúa lại ban cho Eva một cái thiên chức rất là cao quý, đó là tạo nên những công trình sáng tạo mới qua sự kết hợp với Adam. Công trình sáng tạo mới đó chính là những con người. Eva là tên gọi mà Kinh Thánh nói rằng bởi vì bà là mẹ của chúng sinh. Và rồi cứ như thế, người phụ nữ xuất hiện trên những trang Kinh Thánh với những vai trò rất là quan trọng. Mặc dù vào thời Cựu Ước thì phụ nữ không được tính, ngay cả thậm chí thời Đức Giê-xu thôi thì người phụ nữ cũng không được tính. Chúng ta còn nhớ khi mà Chúa Giê-xu làm phép lạ ba bánh ra nhiều thì Thánh Ma-thơ bảo rằng nuôi đủ 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Nếu như tính số nhân danh, người ta chỉ tính đàn ông thôi. Trong sách dân số, khi mà David kiểm tra dân số thì chỉ tính những người có thể cầm vũ khí chiến đấu được, nam giới, không tính phụ nữ và trẻ con. Mặc dù người phụ nữ có phần lép vế trong cái nhìn của người cổ đại, thế nhưng mà khi xuất hiện ở những trang Kinh Thánh thì phụ nữ lại có một vai trò rất là quan trọng. Trong sách Huấn Ca nói rằng phúc cho người nào lấy được vợ hiền, bởi vì lấy được vợ hiền thì tuổi thọ sẽ nhân lên làm đôi. Thế thì hóa ra không chỉ niềm vui mà ngay cả tuổi thọ của người đàn ông cũng phụ thuộc vào người phụ nữ. Người vợ hiền thì tuổi thọ tăng lên làm đôi. Còn bài đọc ngày hôm nay, chương sách Huấn Ca thì nói rằng người vợ đảm đang còn quý hơn cả châu ngọc. Tìm đâu được một người vợ đảm đang, nàng quý giá vượt châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Các ông chắc là kinh nghiệm về điều này lắm. Nếu như có những bà vợ đảm đang thì chẳng thiếu cái gì cả, ngoan là cái gì cũng có hết mọi sự, không thiếu chi lợi lộc. Suốt đời nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng tra tay vào buồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Thế thì trong cái nhìn của sách Châm Ngôn thì người phụ nữ đảm đang là người không chỉ thạo việc nhà, không chỉ là người lo cho cái tổ ấm của mình luôn ấm, mà còn là người cứu giúp kẻ khó nghèo, còn là người hướng đến tương lai của gia đình. Mà đúng là như vậy thật, bởi vì người phụ nữ đảm đang trong cái nhìn của Kinh Thánh không phải đơn giản chỉ là người kiếm ra tiền bạc, mà là người còn lo cho tương lai của gia đình. Đó là gì? Đó là đào tạo nên những đàn con cháu. Bởi vì người mẹ luôn là người thầy vĩ đại nhất của con cái. Người mẹ dạy con khi đứa con còn nằm trong bụng của mình. Người mẹ dạy con những tiếng đầu tiên, dạy con những bước đi đầu tiên, dạy con những việc làm đầu tiên, từ cái nắm tay, từ việc giơ tay, và với người Công giáo thì từ việc làm sống. Người mẹ là người thầy vĩ đại nhất của con cái của mình.
Và rồi sau này giáo hội chúng ta vẫn nhìn nhận cái điều đó. Và bây giờ chúng ta vẫn thấy điều đó. Mỗi đứa con ngoan mà biết lễ phép, biết thảo kinh thì công của người mẹ là rất lớn. Luôn là như vậy. Có thể là ông bố lơ là một tí, nhưng mà như có một cha nói với tôi, được một người mẹ thì được cả một gia đình. Được một người mẹ đạo đức, được một người mẹ tốt lành thì được cả một gia đình. Thế còn nếu như mất đi một người mẹ thì rõ ràng tương lai sẽ không biết đi về đâu. Cho nên là vai trò người phụ nữ rất là quan trọng. Có người còn nói rằng nếu như thế gian này không có phụ nữ thì tiền bạc làm ra không biết để làm gì. Công thấy có đúng không? Tiền bạc làm ra mà không có phụ nữ không biết để làm gì. Nếu như không có phụ nữ thì sẽ không nói hết được cái đẹp trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nói như vậy không có nghĩa rằng người nam không có chỗ đứng trong quan điểm của giáo hội hay của Kinh Thánh. Nhưng giáo hội muốn nhắc chúng ta rằng cả người nam lẫn người nữ đều có vai trò, đều có trách nhiệm và đều có bổn phận trong việc xây dựng. Người Việt Nam chúng ta nói rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, luôn luôn là như vậy. Và nếu như người vợ được nhắc đến với một sự trân trọng thì người nam được Kinh Thánh nhắc đến cũng với một sự trân trọng. Thánh Phaolô trong thư gửi cho những Côlôse nói rằng hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như chính thân mình. Yêu thương vợ mình như chính thân mình. Rồi hãy làm cho vợ của mình trở nên mỗi ngày hạnh phúc, xinh đẹp, như Đức Kitô làm cho giáo hội mỗi ngày trở nên tinh tuyền và thánh thiện. Thánh Phaolô dùng một hình ảnh rất là hay. Người phụ nữ quan trọng, nhưng người nam giới cũng rất quan trọng. Cả hai tạo nên hai cái cột trụ để xây dựng gia đình. Và trên phương diện lớn hơn thì cả người nam lẫn người nữ đều góp phần xây dựng xã hội, xây dựng giáo hội. Và rồi làm cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa được trở nên hoàn thiện. Ngày hôm nay chúng ta tụ họp trong nhà thờ này để cùng chứng kiến Việt Anh Giuse Trần Đức Trung và chị Maria Lạc Thị Mơ kết ước với nhau để trở nên vợ chồng. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, họ chính thức xây dựng một gia đình, xây dựng một cộng đoàn. Và gia đình này sẽ hướng đến chính là gia đình của Đức Giêsu, gia đình thánh. Thánh Giuse đã làm tròn cái vai trò của một người làm chồng làm cha. Đức Maria làm tròn cái vai trò của một người làm vợ và làm mẹ. Và Đức Giêsu nhờ sự dưỡng dục của hai đấng đã mỗi ngày lớn lên, thêm nhân đức, thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời. Thế thì gia đình mà anh Trung với chị Mơ muốn xây dựng theo kiểu mẫu đó sẽ được Chúa chúc lành nếu như cả hai cùng cố gắng. Người chồng làm tròn bổn phận xây dựng gia đình, và người vợ thì là người làm cho cái tổ ấm luôn ấm. Mùa hè mà ấm quá thì làm cho nó mát, còn mùa đông mà lạnh thì làm cho nó ấm lại. Chúng ta cùng cầu chúc cho họ và nâng đỡ họ để gia đình họ xây dựng ngày hôm nay luôn sống trong bình an, trong ơn Thánh và đi đến hạnh phúc trọn vẹn. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ đầy vốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Trần Đức Trung và chị Maria Lại Thị Mơ,
Anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha con không ạ. Thưa cha con không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha con có ạ. Thưa cha con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha con có ạ. Thưa cha con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa Sa Ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và đó là sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Quay vào nhau, nhìn vào mắt nhau mà nói: Anh Giuse Trần Đức Trung xin nhận em Maria là thím mơ làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Em là Maria lại thị mơ, nhận anh Giuse Trần Đức Trung làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thị vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh và ngài suốt đời anh. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu trở đi sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly, nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria nại thị mơ sẽ mang nhận chiếc nhẫn này dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh lên cha và con mặt. Anh Giuse Trần Đức Trung thì anh nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em lên cha và con mặt. Đọc nhanh phải có nghe rõ. Cái nhẫn là cái gì? Cái nhẫn là cái gì? Cái nhẫn là cái gì? Chỉ tình yêu. Là cái gì nữa? Làm trung thủy của anh. Thuộc quá thành thử ra là trơn. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã vừa thấy anh Trung với chị Mơ nói lên cái việc họ đến với nhau và họ làm tự do, không vi phạm một điều nào trong 12 cái ngăn trở hôn phối theo giáo luật. Và hôm nay họ thể hiện tất cả mọi sự rất tự do ở trước cộng đoàn và trước bàn thờ Chúa. Tôi chỉ tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Trung và chị Mơ chính thức trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Chúa. Sau đó chúng ta có thêm một gia đình mới nữa, chúng ta chúc mừng cho họ. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã ban cho kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Giuse Trần Đức Trung và chị Maria Lại Thị Mơ. Chúng ta cùng ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nguyện Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nguyện Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy
Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lễ luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đã đồng lễ Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự khoan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định để lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Trần Đức Trung và chị Maria Lại Thị Mơ mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giảng nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ nên, ý Cha quyền trời đất cũng như trên trời. Xin Cha cho trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô, xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Lại Thị Mơ được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng, và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các vấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng
anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Amen. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.